xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bách Khoa Điện tử.vn, kênh ứng dụng kỹ thuật điện tử vào đời sống. Trong video bài giảng điện tử cơ bản thang 17 của tôi có nói về có thể bạn chưa biết về dây le. Trong đó thì tôi đã hướng dẫn các bạn cách thức sử dụng một con dây le để đóng cắt điện cho một cái tải xoay chiều ở điện áp cao với một nguồn tín hiệu điều khiển ở điện áp thấp. Thì để minh họa và ôn lại kiến thức cũ thì chúng ta hãy cùng nhau sử dụng con dây le này điều khiển cái bóng đèn này, tải xoay chiều và dây le là 12V. Các bạn hãy nhìn này, bình thường khi dây le chưa có tín hiệu điều khiển công nguồn thì bóng đèn chưa sáng nha. Ok, bây giờ tôi sẽ sử dụng cái cực nguồn còn lại cấp vào cho cuộn hút của dây le. Thì tải của chúng ta đã được cấp nguồn. Và mỗi lần như thế thì các bạn sẽ thấy rằng là cái dây le sẽ đóng hút kêu tạch 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 tạch, nó còn phát ra tiếng kêu nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn. Chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn ở cái tiếp điểm đóng cắt cho tải. Mỗi khi tôi cấp nguồn điều khiển cho cuộn dây le, đấy, các bạn sẽ nhìn thấy ra cái tiếp điểm sẽ đánh tia lửa điện. Nhìn quan sát kỹ hơn nha. Các bạn sẽ thấy cái tia lửa điện. Đây, tia lửa điện tóe ra phần này. Rất là nhỏ rồi. Đó, phần tiếp điểm của nó. Chính vì lý do là tóe ra tia lửa điện cũng như là gây ra tiếng động. Và hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một linh kiện mới có chức năng điều khiển đóng cắt điện cho tải. Một linh kiện mới cũng có chức năng là đóng cắt điện có điện áp cao với một nguồn điều khiển ở điện áp thấp. Thì đó chính là một con dây le bán dẫn, hay còn gọi là dây le ở thể rắn đấy. Thì chúng ta hãy cùng xem là kết cấu của một con dây le cũng như là cái hình dáng bên ngoài của nó như thế nào. Trong thực tế thì dây le bán dẫn được sử dụng nhiều trong các thiết bị điện tử yêu cầu cái dòng điều khiển thấp và không gây ra cái nhiễu do cái cuộn dây le, cái tiếp điểm dây le đánh ra, thì người ta sẽ sử dụng cái con dây le bán dẫn này. Đây là một con dây le bán dẫn rất là nhỏ thôi, kích thước rất là nhỏ, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Và bất cứ một con dây le bán dẫn nào, dây le ở thể rắn nào, nó cũng sẽ có những cực tính sau. Các bạn có thể nhìn thấy này, nó sẽ có một hai phía, một phía là một con led phát hồng ngoại, các bạn nhìn đây, và một phía sẽ gồm một con photo chi ắc cộng với cả một con chi ắc ở đầu ra. Ok, thì trong cái sơ đồ chân của cái con dây le bán dẫn này, các bạn có thể nhìn thấy chân 2 và chân 3 của nó sẽ là một con led phát hồng ngoại, và chân 8 với chân 6 nó sẽ là hai chân đầu ra của một con chi ắc. Ok, khi sử dụng cái con dây le bán dẫn này rất là đơn giản, người ta sẽ đưa ra một cái tín hiệu điều khiển coi như thắp sáng một cái bóng đèn led bình thường ở phía led phát hồng ngoại này và thôi. Còn ở phía ra thì người ta sẽ sử dụng nó như là một tiếp điểm. Các bạn có thể mắc với nó vào tải như sau, trong cái sơ đồ như thế này. Ví dụ ở đây là tôi có một cái nguồn là 220V xoay chiều như thế này. Tôi sẽ mắc với nó một cái tải trực tiếp vào đây, đưa thẳng vào đây. Một cực còn lại tôi sẽ đấu sang phía chân còn lại.
Hay nói khác là cái con phía đầu ra của con dơ le bán dẫn này nó giống như là một tiếp điểm mà thôi. Các bạn hãy nhìn kỹ lại sơ đồ của nó nhá. Đây là cái nguồn xoay chiều chúng ta này. Đi con tải là cái bóng đèn này. Rồi đi qua chân 8 sang chân 6 và về một cực đầu lại của nguồn, coi như là một mạch khép kín. Khi cấp nguồn cho một cái khi cấp dòng rất là nhỏ thôi, cái dòng điều khiển khi cấp dòng điều khiển cho cái con nét phát hồng ngoại này thì con chiếc bên này nó sẽ dẫn và làm thông cái mạch của chúng ta thành một cái mạch kín làm cho tải sáng. Vậy sử dụng một con dơ le bán dẫn này thì các bạn quan tâm những cái thông số gì? Đó chính là thứ nhất, đó là các bạn hãy quan tâm đến cái dòng điện thuận, dòng điện điều khiển của nó nhá. Dòng điện điều khiển của con dơ le bán dẫn này. Ok, IF. Và thứ hai là quan tâm đến cái hiệu điện thế chịu đựng ở cái đầu ra cho cái tải của chúng ta đóng cắt. Ví dụ tải của chúng ta đóng cắt là 220V. Đấy. Thì cái biên độ đỉnh của nó sẽ là khoảng 300V, khoảng 220 căn 2 và gần bằng 300V. Thì các bạn sẽ thấy là một cái điện áp đỉnh mà có một con đầu ra của cái con dơ le bán dẫn đó có thể chịu đựng được, thì nó sẽ ghi ở trên thông số này, đó là VRM này, là khoảng ở trong cái con mà chúng ta đang thí nghiệm, đó chính là khoảng 600V. Đây. Ok. Thì cách thức sử dụng và mắc nó rất là đơn giản, nó chỉ gồm một cái cặp tiếp điểm như là một công tắc, như một cái tiếp điểm ở đây thông được tải ra chiều đầu ra như thế này, và các chân điều khiển được điều khiển nó giống như là một thắp sáng một con đèn led bình thường mà thôi. Vậy là cái dòng điều khiển của nó so với cả dòng điều khiển của dơ le là nhỏ hơn rất là nhiều. Thông thường một dòng điều khiển dơ le cỡ rơi từ khoảng vài chục mA đến hàng trăm mA tùy từng cái cuộn hút của cái con dơ le đó. Nhưng với một dòng để điều khiển cái con nét phát hồng ngoại ở trong con dơ le bán dẫn này, hay còn loại dơ le thể rắn này, nó rất là nhỏ. Vì thế thì nó sẽ là mạch điều khiển chúng ta nó sẽ không cần ăn dòng nhiều. Ok. Và để trực quan cho các bạn xem, tôi sẽ đấu cho các bạn cái tải của chúng ta là cái bóng đèn như thế này. Tôi sẽ đấu một cực với cả một cực đầu ra của cái con dơ le bán dẫn này. Ok. Một cực, đây là hai cực cùng nguồn xoay chiều 220, tôi sẽ cấp này. Một cực tôi sẽ cấp vào cái chân tiếp điểm còn lại. Đấy. Còn một cực còn lại của cái dây nguồn ấy tôi sẽ cấp vào cái dây bóng đèn hay cái dây tải của chúng ta nha. Rồi. Tại đây khi có chưa tín hiệu kích này thì hai cái chân đầu ra nó sẽ chưa thông nhau. Rồi. Đây là khi các bạn cắm nguồn vào sẽ chưa đầy sáng. Giờ tôi sẽ sử dụng cái thang đo nhân 1 mà chúng ta hay sử dụng để test những con đèn led thông thường. Tôi sẽ kích thích vào phía led phát hồng ngoại của con dơ le bán dẫn này. Chú ý rằng với đồng hồ kim, quay đen nó sẽ đưa ra một cực dương của nguồn và quay đỏ là cực âm của nguồn từ pin của đồng hồ xuất ra. Nên do đó thì quay đen các bạn sẽ đưa vào phía chân anode của phía led phát hồng ngoại và quay đỏ sẽ đưa vào phía chân cathode của led phát hồng ngoại. Và các bạn sẽ thấy rằng là khi tôi kích thích vào phía led phát hồng ngoại nhá, thì cái phía tiếp điểm của con dơ le bán dẫn này nó sẽ đóng thông sang nhau và làm cho kín mạch phần tải sang chiều. Ok. Các bạn sẽ thấy rằng là không có một cái hiện tượng nào gây ra tiếng động ở đây, cũng không có cái hiện tượng tóe từ lửa điện ở phần đóng tiếp điểm. Do đó thì những cái nhược điểm của con dơ le cơ khí nó đã được khắc phục bởi con dơ le bán dẫn như này.
Đây là một con đèn led bình thường, cũng với thang đo nhân 1 của đồng hồ kim. Tôi sẽ minh họa cho các bạn cái kích thích của một con đèn led này. Đấy, khi cho cái thang này các bạn sẽ thấy đèn led sẽ sáng nhá. Cũng tương tự như thế thì ở trong đây nó đã đúc sẵn một con led hồng ngoại rồi mà các bạn sẽ không nhìn thấy cái sự kích thích đó. Nhưng trong đây là con đèn led hồng ngoại nó đã được cấp dòng từ cái đồng hồ của chúng ta, dẫn đến là phía trí ắc ở phía đầu ra của con dây le bán dẫn sẽ được đóng lại và tải chúng ta sẽ được cấp điện. Ok, kế đến là dựa vào cái tiếp theo, chúng ta sẽ căn cứ vào cái sơ đồ bên trong. Chúng ta sẽ căn cứ vào cái sơ đồ bên trong, cấu tạo bên trong của một con dây le bán dẫn. Nó sẽ gồm những cái thành phần là một con led phát hồng ngoại, một con photo trí ắc và một con trí ắc để đóng điện cho tải đầu ra. Rồi, chính nhờ sơ đồ này chúng ta có thể xây dựng một con dây led bán dẫn với những linh kiện sau. Thứ nhất đó là một cái con trí ắc, cần ngay một con trí ắc là để làm vụ đóng cắt điện của chúng ta nha. Và thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng một con photo trí ắc. Ok, thì con photo trí ắc này nó đã tích hợp sẵn cái phần led phát hồng ngoại bên trong rồi. Do đó thì chúng ta sẽ chỉ cần hai linh kiện này mà thôi. Để hiểu hơn về cái con trí ắc cũng như là photo trí ắc thì các bạn sẽ quay trở lại với các video trước của tôi, đó chính là điện tử cơ bản thăng 36 của tôi có nói về sử dụng trí ắc trong thực tế, và điện tử cơ bản thăng 41 của tôi có nói rõ về vấn đề điều khiển trí ắc bằng photo trí ắc. Ok, thì khi kết hợp hai linh kiện này của chúng ta lại, chúng ta sẽ có được một con dây le bán dẫn đấy, hay còn gọi dây le ở thể rắn đấy, thay thế đóng cắt điện cho cái dây le cơ khí truyền thống. Các bạn có thể dùng cái này để ứng dụng cho điều khiển động cơ, cho điều khiển những cái quạt dàn lạnh ở trong các cái điều hòa molo mà các bạn sửa, các bạn thợ sửa điều hòa molo ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong đấy cái mên mạch của nó trên dàn lạnh nó sẽ có một cái con dây le bán dẫn này đấy, mà các thầy ở các trung tâm dạy nghề thường nói gọn lại cho các bạn đó là con photo trí ắc, nhưng thực ra của nó chính là cái con dây le bán dẫn này. Ok, thì khi các bạn sử dụng hai thành phần này thì các bạn cũng có thể sẽ được như sau. Tôi sẽ mắc lại sang cái con dây le bán dẫn này tôi vừa với cả đấu cho các bạn xem này. Đây nhá, cục mới nhá, đấu tải một tải với cả một chân T2 của con trí ắc. Rồi, chân T1 của con trí ắc tôi sẽ đấu với cả một cực của nguồn, và chân của tải này tôi cũng sẽ đấu với một cực của nguồn. Hai chân ở phía đầu điều khiển ở con opto, con photo trí ắc này, tôi sẽ sử dụng đồng hồ kim ở thang nhân 1, tôi sẽ kích thích cho nó. Thì các bạn xem là mạch chúng ta có hoạt động tương tự như vậy không? Chúng ta hãy cùng nhau xem nhé. Còn đây, bản thân con này là một con dây le bán dẫn, nó đã được tích hợp sẵn bao gồm cả trí ắc và cả photo trí ắc ở bên trong như chúng ta vừa quan sát. Còn bây giờ là một con dây le bán dẫn hay là một con dây le thể rắn, tôi vừa mới cả lắp ráp cho các bạn. Đó, tôi cắm điện nguồn, các bạn sẽ thấy rằng là không có tải, sẽ không được cấp điện này, chưa được cấp điện này. Khi tải chưa được cấp điện, khi chúng ta chưa kích thích ở phía photo check, bây giờ tôi sẽ sử dụng cái này ở thang đo nhân 1, tôi sẽ sử dụng một đồng hồ kim và thang đo nhân 1 kích thích ở phía led phát hồng ngoại photo check. Thì phía kích thích của chúng ta con opto MC3021 này, nó chân 1 của nó là chân anode, tôi sẽ cho quay đèn. Chân 2 chân cathode, tôi sẽ cho quay đỏ, các bạn sẽ nhìn nhé. Đấy, như vậy là với một tín hiệu điều khiển rất là nhỏ bơm ra từ cái thang đo nhân 1 của chúng ta từ đồng hồ này đã có thể đóng cắt được cho cái đèn của chúng ta. Ok, thì những cái mạch như này tôi đã xây dựng rất nhiều cho các bạn về động cơ, nhất là cho cái mạch bơm tăng áp ấy. Cái bơm tăng áp khi mà nó đóng cắt nhiều lần nó sẽ gây ra một cái tiếp điểm là nó hay bị chết cái tiếp điểm đó. Nếu các bạn thay dùng cái tiếp điểm đó để kích thích
cho cái con chi ác như này thì nó rất là bền, và cái dơ le, cái tiết điểm cơ khí đó nó sẽ không còn phải thay như thế nữa. Ok, thì sau video này các bạn đã biết được rằng là một con dơ le bán dẫn hay còn gọi dơ le ở thể rắn ấy, nó hoạt động ra sao, nó cấu tạo như thế nào, cũng như là cách thức chế tạo nó như thế nào, điều khiển nó ra sao. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử. Hẹn gặp lại các bạn trong những video về thực hành điện tử chuyên sâu hơn nữa. Bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy đăng ký, like và chia sẻ cho cộng đồng yêu thích kỹ thuật điện tử. Cảm ơn các bạn đã xem.